Ví dụ re thứ là tông chính, chủ tông. Bậc 1 là chúng ta hát bằng, son thứ là hát thấp. Bậc 4 của tông re thứ là bậc 5 la 7 hát cao. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng thơm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dính lòng thăm bạn hiền. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo của lớp Nanobolis. Lớp Nanobolis và bộ dây này là AWR486. Đó, dây đó là dây kim loại acoustic nha. Tặng kèm một cái tay quay cho anh em để em quay thuận tiện, quay được nhiều vòng hơn và nó không mỏi tay. Như vậy thì dây của chúng ta mới bền được. Tặng thêm một cái hộp bích và hai cái bích để chúng ta dán vào khi mà chúng ta muốn đánh bích. Tặng kèm một cái giáo trình để chúng ta học đàn. Cần ngồi ở nhà nhấc điện thoại lên và bấm đặt hàng sẽ có bạn giá 229.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Tập chạy nốt bass module ghê thứ. 3, 2, 1. Chắc út lên đây. Fa. Chắc Đô Mi Rê và 4 buồn. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa tới đây, mây vẫn bay nhưng tình anh vẫn say. Dịch thù trong rừng sâu hay bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh volume ở đây luôn. Chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cấp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra. Cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào cấp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000 đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại thử cảm âm ha. Mình canh cái cao thấp, sai không sao hết, cứ đánh bình thường. Con đường xưa em đi vàng lên mái tổng thể, ngõ hồn dần tan tê. Rồi cảm âm luôn, tốt lắm. Anh làm thơ vô quy xuống đề nè. Khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Tốt. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về, chính trường anh bước đi. Con nàng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Đó. Bấm đăng ký theo dõi kênh lưu về. Thường là bên Khánh sẽ kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng, nên là cái chất lượng là bắt buộc bên Khánh phải test thật là kỹ. Sổ hướng dẫn sử dụng chính hãng Sweep Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè, để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha. Rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Hình cây đàn thì chúng ta gắm vào đàn và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Dù đây là cái quy rất là thường thôi, nhưng mà tiếng ra rất là sạch. Thì Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét. Gặp thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chính hãng, chất lượng và rất là nhiều anh em nhà công yêu thích. Ưu đãi, giao toàn quốc, nhấp liên hệ số ở đây ạ. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, dẫu bụi đường trên vai.
trinh nữ không bằng mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe mộng cùng nàng cũng vạn đời, hoa không bán hương thơm như nàng giả lý trong vườn, nhìn hoa trinh nữ đẹp. Kẹp cabo ngang ba, sau đó chúng ta chuyển theo những hợp âm để cho nó quen những hợp âm cơ bản. Ví dụ quá mùa rừng hoa, gió núi theo sang. Chuyển hợp âm tay trái quen rồi, chúng ta mới ráp công thức vào. Bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm chia sẻ về cùng tập đàn với guitar 5 phút hiệu quả mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong, đó là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Đó, chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, rất là dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè, và chúng ta đứng gần với nhau luôn, đứng gần âm ly và bật không phú, bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời mưa cho phố vắng bên môi, bật luôn nè, khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nên hút rất là đã, có hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ, cho ước nào em thơ, mưa rơi từ bao xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn, sẽ giao tận nơi toàn quốc, nên có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.